Chú bò chân thành và con hổ. Ngày xưa có một sự kiện vĩ đại đã xảy ra ở một nông trại tươi đẹp. Đó, đó, bò yêu. Mẹ sẽ gọi con là Roma của mẹ. Chào. Chào Tilu, gặp bạn mới của cậu đi. Ai nói tôi muốn kết bạn hả? Chà, đưa tôi trái cây cô lấy cho tôi. Cô có lấy nó đúng không? Có nó ở ngay đây. Trái cây tươi từ khu rừng. Đừng làm trò liếm láp lúc tôi ở xung quanh đây. Và cô vẫn sẽ lấy trái cây cho tôi mỗi ngày chứ? Dĩ nhiên là vậy thì luôn. Nếu không lấy, cô cứ chờ mà xem. Chỉ vì tôi có con gái nhỏ của mình, không có nghĩa tôi sẽ quên cậu thì luôn. Tôi hứa đó, cậu cũng biết tôi luôn giữ lời hứa. Hừ, để rồi xem. Mày à, hắn đúng là bất lịch sự. Sao cô còn nói chuyện với hắn? Cô ấy còn lấy trái cây cho hắn, tại sao? Chà, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với ai thiếu tinh tế như hắn. Bây giờ, thôi được rồi các cô, cậu ấy không tệ vậy đâu. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn. Đã có quá nhiều sự thô lỗ và giận dữ trong thế giới này. Chúng ta không thể lan tỏa chút tình bạn sao? Nhưng mẹ ơi, con không thích cách chú ấy nói. Đó là vì chú ấy không có một người mẹ để dạy chú ấy phép lịch sự. Chú ấy không thô lỗ con yêu, chú ấy chỉ sợ hãi và cô độc. Con nhớ mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, chúng ta ra ngoài được không? Không phải bây giờ con yêu, đi ngủ thôi. Nhưng con không thể. Mẹ lấy thứ bên ngoài đó cho con chơi được không? Đó là mặt trăng. Dạ không, mẹ không thể. Ngủ đi con, Roma. Là chú. Lấy cái này đi. Cái gì đây? Trái cây của mẹ con lấy cho chú từ trong rừng đó. Vậy nó dành cho chú. Sao chú đưa nó cho con? Vì chú biết rằng món quà của một người mẹ là thứ xinh đẹp nhất trên thế giới. Và chú muốn con có nó. Mẹ nói với con chú không có mẹ. Đừng có nhúng mũi vào đời tư của chú. Chú mang quà tới cho con, cứ nhận lấy và cảm ơn thôi. Nè, nghe nè. Cảm ơn. Được rồi. Nè, nghe nè. Gì nữa đây? Chúng ta làm bạn được không? Làm bạn với một tên thô lỗ tệ hại như chú sao? Không. Làm bạn với một chú gấu nhỏ bé mang quà đến cho con. Mẹ nói tất cả chúng ta cần thêm chút tình bạn trong thế giới này. Phải, chắc rồi. Con sẽ ổn chứ? Con sẽ nhớ mẹ. Mẹ ơi, đừng đi. Nếu mẹ không đi, con yêu, mẹ sẽ không có sữa cho con. Mẹ phải đi và ăn chút cỏ non. Chà, nhưng mẹ nhớ về sớm. Chắc chắn rồi. Con ở đây một mình làm gì đây? Để mẹ xem. Con có thể chơi trong nông trại, nói lời chào tất cả các bông hoa và rau củ ở đây, và sau đó giúp con gái bác nông dân dọn nhà chất rơm. Tại sao con bé giúp con người? Chúng ta làm chưa đủ nhiều hả? Phải, cô ấy nói đúng. Không có gì trên thế giới làm cô hạnh phúc hơn giúp đỡ người khác. Thử đi, cô sẽ thích nó. Cô chỉ cần đảm bảo được kỳ cọ tốt và đừng đứng dưới mặt trời quá lâu. Không tốt cho da của cô đâu. Cô khỏe không mẹ? Và nhóc B này. Chào. Đêm đầu tiên ở nông trại ra sao? Ngủ ngon không? Đi thôi các người đẹp. Tốt, cỏ non mừng mẫn đang chờ các cô. Mỗi ngày
bác nông dân đưa bò tới khu rừng gặm cỏ. Đỉnh điểm của mùa hè đã đến và thời tiết nóng như thiêu đốt. Trời ngày càng nóng, ngay cả cỏ cũng đang khô hơn và sữa của chúng ta ít lại. Tôi muốn chút kem chống nắng các cô. Con gái yêu, con cần sữa tươi ngon nhất có thể. Để có sữa ngon mình cần ăn cỏ non. Trời, nếu không có mưa sớm và đám cỏ khô này, không ngon bằng một nửa cỏ non tươi. Chà, một dải cỏ thật xinh đẹp. Nè, đừng tới đó. Maya, quay lại. Maya không nghe thấy gì. Tất cả những gì cô muốn là chút cỏ non để cô có thể có sữa tươi ngon nhất cho con gái. Maya đã không nhận ra cô ấy đã vào lãnh thổ của một con hổ. Nó đánh hơi thấy Maya và tấn công cô. Maya chạy trối chết. Con hổ đuổi theo ngay bên bờ vách đá. Maya hoảng sợ. Cô biết con hổ sẽ không tha cho cô. Con gái yêu, ôi, con yêu rồi mà. Roma là ai? Con tôi, con bé mới 3 tuần tuổi và con bé cần có mẹ. Tôi cũng cần thức ăn. Tôi đói bụng. Ôi, tôi biết nhưng... Chuẩn bị chết đi. Tôi xin lỗi nhưng đây là luật của rừng rậm. Chỉ một ngày, chỉ cần cho tôi thêm một ngày để tôi nói lời tạm biệt với con tôi. Xin anh. Ý cô là sao? Để tôi trở về nông trại đêm nay và tôi sẽ quay lại đây ngày mai. Anh có thể thoải mái ăn thịt tôi lúc đó. Cô nghiêm túc hả? Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Đừng tin tôi, nhưng hãy tin một người mẹ. Tôi đi xa khỏi đàn chỉ để có cỏ non cho con gái tôi. Chuẩn bị chết đi. Anh có sao không? Cô đã cứu mạng tôi. Chắc vậy. Tại sao? Tôi sắp ăn thịt cô. Tôi chỉ không thể không giúp. Được, tôi sẽ để cô đi tối nay. Nhưng cô phải trở lại vào ngày mai để tôi ăn thịt cô. Tôi xin hứa, cảm ơn anh. Cô đã cứu mạng tôi. Tôi tha mạng cho cô một đêm. Đi ngay. Maya về nhà buồn rười rượi. Maya, cô về rồi. Mẹ, bây giờ mẹ không bao giờ được vào rừng lần nữa. Ngoan ngoan, mẹ sẽ phải đi vào rừng. Con cũng vậy, lúc còn lớn hơn một chút chúng ta cần ăn cỏ non, con biết mà. Nhưng thế giới này nguy hiểm, nhưng đó không phải lý do để ngừng sống. Có những điều tệ hại, nhưng cũng có nhiều điều tốt đẹp. Con càng sớm học được điều đó, con yêu, con sẽ càng hạnh phúc hơn. Mẹ ơi, con biết một điều tốt đẹp. Mẹ, quay về chăm sóc con bé, tất cả mọi người làm ơn. Maya, dĩ nhiên. Nhưng tại sao cô nói như thế? Tôi phải trở lại nộp mình cho hổ ngày mai. Cái gì? Tôi van xin anh ta để tôi gặp con gái lần cuối. Và tôi đã hứa sẽ quay lại. Đừng ngốc như vậy. Cô không phải giữ một lời hứa như vậy. Phải, nghĩ cho con gái cô, không phải cho tên hổ xấu xa độc ác đó. Không không, anh ta không độc ác. Thôi mà mẹ ơi, hắn muốn ăn thịt mẹ. Anh ta muốn ăn mẹ vì anh ta phải ăn. Tự nhiên khiến anh ta như vậy. Chúng ta được tạo ra theo cách cần phải ăn cỏ để sống. Và hổ được tạo ra theo cách cần ăn các động vật khác để sống, giống như chúng ta. Giống như chúng ta đói bụng,
Hổ cũng đói bụng, nhưng chú hổ rất tốt bụng khi để mẹ về một đêm. Điều đó chỉ vì cô đã cứu mạng hắn. Tôi đã theo cô một đoạn và tôi thấy chuyện đã xảy ra. Nếu anh ta không ăn, anh ta sẽ chết. Tôi đã hứa rằng tôi không để điều đó xảy ra. Tôi phải tới gặp anh ta sáng mai. Đừng bỏ con gái cô một mình. Tin tôi biết cảm giác cô đơn ra sao. Nhưng tôi để con bé lại với những người bạn tuyệt vời như anh Tilo và tất cả các bạn. Nếu tôi không giữ lời hứa, một phần trong tôi sẽ chết. Vì mỗi lần chúng ta nói dối vì lo sợ, mỗi lần đối xử bất công với ai đó, vì chúng ta sợ một phần nhỏ trong chúng ta chết đi, một phần của sự tốt đẹp trong thế giới này chết đi. Tôi không thể để lại một thế giới như vậy cho con gái tôi. Tôi phải giữ lời. Rồi sáng hôm sau, khi tất cả ra ngoài gặm cỏ, Maya hôn cô con gái nhỏ nụ hôn tạm biệt. Cô đi tới chỗ cô đã gặp con hổ hôm qua và chờ đợi. Trong lúc đó, khi con hổ đi tới điểm hẹn, anh ta rất bồn chồn. Sao mình có thể tin cô ta? Nếu cô ta đưa con người tới bẫy mình thì sao? Có ai dám đi vào chỗ chết như vậy? Khoan, là cô ta? Vậy cô ta đã đến? Phải. Sao cô lại muốn chết? Tôi không tới đây để chết. Tôi tới vì tôi đã hứa giúp anh sống. Anh phải có thức ăn. Cô muốn tôi, một con thú ăn thịt được sống? Sự cân bằng của tự nhiên rất hoàn hảo. Tôi là ai mà phá hủy nó? Nếu cô tôn trọng tự nhiên như vậy, cô không nên đi xa khỏi lãnh thổ của cô. Giữ cho bản thân an toàn là luật số 1 của rừng rậm. Cô tự nhận yêu con gái nhưng cô đặt bản thân vào nguy hiểm, dù biết con gái cô cần cô ra sao. Tôi biết tôi đã phạm sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng. Tôi không nên rời vùng an toàn của đàn bò. Tôi nên cẩn thận hơn và tôi sẵn sàng trả giá cho sai lầm của mình. Cô đi đi, trở về với con gái của cô. Nhưng loài hổ chúng tôi không cần ăn mỗi ngày như bò cát cô. Tôi có thể không ăn trong 1 đến 2 ngày. Tôi sẽ tìm con mồi khác. Cảm ơn rất nhiều. Thế giới này cần thêm chút tốt đẹp, tôi đoán vậy. Tôi là loài thú săn mồi nhưng tôi không độc ác. Để tôi cho cô biết, nếu cô không cẩn thận lần tới, tôi sẽ ăn cô ngay và luôn. Ồ, cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ. Bây giờ đi đi, trước khi cô nhìn thấy giống miếng thịt thơm ngon. Gửi lời chào của tôi đến con cô. Đừng bao giờ đi khỏi đàn vào lãnh thổ của tôi nữa. Cô không phải sợ, nhưng cô phải cẩn thận. Và rồi Maya trở về với con gái yêu Roma tối đó, hạnh phúc và thông thái. Sự chân thành và lòng tốt của cô đã chạm tới trái tim con hổ, đến mức nó cứu mạng cô và đưa thêm một chút tốt đẹp vào thế giới.